Thưa quý vị, ca dao có câu, lai vùng là xứ lạ lùng, nem chua mà ngọt, thơm nồng mà say. Đúng như vậy, ai đã một lần đặt chân đến vùng đất lai vùng này thì chắc hẳn sẽ không cưỡng lại được vị chua chua, ngọt ngọt, cay nồng đặc trưng của món nem chua lai vùng tại đây. Với hương vị rất riêng, nem lai vùng là một trong 20 đặc sản nổi tiếng nhất ở Việt Nam do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công bố. Trong số phát sóng kỳ này, Miu Anh xin mời quý vị cùng theo chân Miu Anh đến tham quan một cơ sở sản xuất nem chua để tìm hiểu về quá trình hình thành nên món nem chua đặc sản này nhé. Dạ, con chào cô ơi, cô cho con hỏi là ai là chủ của cái xưởng sản xuất nem này vậy cô? Cô. À dạ cô luôn hả cô? Dạ thì cô ơi, ngày hôm nay thì tụi con có làm một cái chương trình về du lịch và con muốn tìm hiểu về quá trình làm nên món nem lai vùng này tại vì con biết là cái món này nó khá là nổi tiếng ở đây đúng không cô? Dạ thì cô có thể hướng dẫn cho con và giới thiệu cho con thêm về cái món ăn này được không ạ? À được con. À dạ, thì cô cho con hỏi là cơ sở của mình thì hình thành bao nhiêu lâu rồi cô ha? À được 15 năm rồi. 15 năm rồi ạ? Dạ, cũng hơi lâu rồi ha, thì cũng có được gọi là một cái xưởng lão làng ở trong cái ngành nghề này không cô? Có những cái xưởng người ta cũng làm 30 năm, 40 năm. À, dạ thì ở đây là cái nghề nem lai vùng này là cũng... Cô là làm sau này. À, là cô là về sau này. Vậy thì cái nghề này là cũng là một cái dạng làm kinh tế ở khu vực này hả cô? Kinh tế nhờ cũng nhờ những chiếc nem này nè con. Rồi mình sản xuất ra, dạ, có thu nhập. Rồi công nhân cũng có việc làm. À, dạ. Thì cô cho con hỏi là tại sao cái nem lai vùng, cái nem này nó lại có tên là lai vùng vậy cô? Tại vì ở Lai Vung sản xuất ra lần đầu tiên là ở Lai, dạ, Vung có cái cô kia, cô sản xuất ra. À, dạ, là con theo mà con được biết thì cô đó có tên là Tư... Cái Mạng. À đúng rồi, cô Tư Mạng đúng không cô? Là cô đó cũng ở Lai Vung luôn hả cô? Có Lai Vung nhưng mà giờ cũng không có con. À dạ, rồi. Như là tiên truyền lại ngày xưa lại không? À dạ, thì bây giờ cô giới thiệu cho con về cái quy trình làm nem tại xưởng cô nha cô. Dạ, dạ. Dạ, mình làm xưởng tại nhà luôn hả cô? Tại nhà. Dạ rồi. Như là đầu tiên là con phải vô là cái gì là nhồi, cái gì là cái khâu xay thịt là đầu, dạ, tiên nhất là, à, dạ, phải ban đêm mình phải lấy thịt dắt mà con heo người ta mới làm ra cỡ 3-4 giờ. À. Rồi lấy cái thịt đùi mà thịt nóng mà cho được sao á con. Dạ. Rồi về lóc gân rồi để cho nó gáo xong rồi mình mới để vô xay cho nhuyễn ra. À, là cái thịt này là thịt xay nhuyễn luôn. À, ướp gia vị đồ vô. Trời, con nhìn là con không nhận ra thịt này là thịt xay luôn á con. Sao mà nó có màu đỏ tươi đẹp quá ha. À, bây giờ đỏ tươi là mình để thêm một xíu muối màu á. À dạ, là muối màu đó giống như muối thực phẩm không con? Muối thực phẩm. À, là cái muối đó bỏ vào đây vừa là gia vị vừa tạo màu tươi cho cái thịt này luôn. Dạ, thì sau khi mà mình bỏ cái thịt này mình ủ hả cô? Đúng rồi. Thịt này con phải làm ủ lại một đêm. À, ủ một đêm. À, rồi giờ sáng xay thì phải ủ một đêm là phần, dạ, nửa thịt của ngày hôm qua, dạ, với phần nửa thịt ngày nay. Dạ. Con trộn lên thì nó ngon hơn. À. Còn thịt mà cũ quá thì chiếc nem mau chua. À. Còn mới quá thì chiếc nem lâu chua. À. Cái công đoạn này sau đó mình sẽ tiếp theo mình làm gì cô ha? À, thì thịt là mình chuẩn bị xong rồi, dạ, tiếp theo là da thì con phải đem người ta giao cho mình đó, rồi, dạ, về phải rửa cho sạch rồi luộc rồi phải rửa cho sạch lại rồi, dạ, làm họ sạch rồi không cho nó sạch sẽ miếng da, dạ, không còn mỡ được gì đó, dạ, rồi con mới để vô xay. À, đây để cô dẫn con đi lại chỗ. Dạ. À, là mình phía sau này mình vẫn còn xưởng hả cô? Không, phía sau này để là luộc da thôi. Không, em ơi, con xay da đi con. Luộc da như mình phơi da vậy đó. À, là mình phải phơi nữa, sau đó mình luộc rồi phơi. Luộc xong rồi phơi cho khô, thiệt là khô. Còn mới có chiếc nem, mới vô chiếc nem được. Nếu mà còn ướt ướt á, nem dễ bị mềm, nó không giòn. Ồ, nếu như mà da mà còn ướt ướt như vậy bỏ vào thì nó có nhanh hư nem hay gì không? Nhanh hư. À, có thể 3-4 ngày cái chiếc nem mình nó mềm, nó bị ra nước. À, là nó chua mất tiêu. Ừ, con phải khô, phơi cho khô, để khô giống như. À, đây. Rồi xong con xay nhuyễn. Xay phải 4 quận. Dạ. Tại vì đây quận ở dưới đó quận phải không? Rồi xay, dạ, ngược lại vậy nữa, nhuyễn thì chiếc nem nó giòn. Còn xay nó chưa nhuyễn không, chiếc nem nó rời rời ra dữ lắm luôn. À, là mình xay, mình lướt qua, sau đó mình lại đem mình xay ngược lại nữa hả cô? Xay ngược lại. Dạ.
À, hay ta, cô ngày xưa khi mà mới có cái làm nem này thì máy móc thiết bị thì có sẵn không cô, hay là sau này mới có cô? Không, hồi cỡ cô ra là có cái máy này rồi. À, còn dạ. Thời mà cô đi làm cho người ta. Dạ. Là cái miếng da này cô hồi nhỏ xíu à, 13, 14 tuổi là nghỉ học dạ. đi làm. Rồi phải lạng miếng da, lấy cái tay mình để dạ. lên miếng hớt, miếng da này nè. Lấy cái tay để lên miếng hớt cái lạng ra nó mỏng. Dạ. Rồi đầu lấy cái dao bự còn bằng cực á, còn phải bằng chất khuya nữa. Dạ, là mình phải làm lúc đầu là mới ra mình làm thủ công hoàn toàn hết. Hoàn toàn. Dạ. Rồi cái thời cô là giác sao này có máy móc hết rồi. Dạ. Có thời chỉ làm lúc đầu á, rồi thịt mình phải đem về lấy cái cây sắt dần dần để vô hết dần nha, rồi dạ. xong để vô cối quá. À. Nhưng mà chứ nem nó rất ngon. À. Là cô ơi, bây giờ mình xay cái da này xong rồi thì mình làm cái gì tiếp theo hả cô? Cái da mình xay nho nhuyễn xong rồi qua bên đây nhồi nè con. À dạ. Đầu tiên mình dạ. để thịt vô xong rồi để da. Thịt hồi nãy cô chỉ rồi đó. À dạ. Da xay nhuyễn hai cái hòa quyện. Bây giờ mình bắt đầu trộn cái thịt mình đã xay nhuyễn kia với lại cái da vào đây. Xong rồi mình nó lại xay tiếp hay là nó chỉ trộn lên thôi cô? Nó chỉ trộn không ạ. À. À. Nó là cái da trộn, nó là trộn cho nó đều. Để cho da mình nó dai hơn chứ nó đều dạ. với nhau. Hồi xưa thì nhồi bằng tay mình nhồi yeah. rồi sau này mua cái máy này giống như cái máy người ta làm bánh mì á yeah. thấy làm được cái rồi giờ làm yeah. hay quá cô ha, bây giờ nó có công nghệ hết trơn rồi. Mình quan sát tới khi mà cái này nó đều. Trong như thế này nó vừa đều, nó vừa hơi trong rồi nó đều lại là mình có thể tắt máy. À xay lâu hơn chút thì cũng vẫn được, mà xay mau quá thì yeah. chiếc nem nó không có được dẻo hung. Xay mau quá thì nó lại không dẻo. Xay lâu quá thì nó có dai quá không cô? Hay là lâu quá canh... thì nó dai nhưng mà dạ. lâu hơn nữa bị nóng chứ nè. Cái em hao chua. À là mình phải canh đúng cái thời gian đó nữa. Vừa thấy con thấy dẻo dẻo trong trong như là được rồi. Ủa mình trộn gia vị trong lúc trộn này luôn hả cô? Ớt rồi mình trộn, có người đặt trộn chất này. Dạ. Có người đó thì ta hấp chấm ở ngoài. Thì sau khi mà cái sản phẩm mình cắt ra mà nếu như không đạt trọng lượng đúng yêu cầu thì mình phải bỏ vào để cắt lại hả chị? Để vào dạ. để cắt lại, rồi vừa cắt vừa xay vừa cân nè. À là cái máy này nó sẽ tự động cắt hết cho mình luôn ha? Tự động cắt luôn. Wow. Cái này ở Sadec làm. À cái máy này thấy ở quê mình làm cũng như là dắt tay cực quá đó. Dạ. Mới đầu lường chung vậy sau này thì dắt cái tay như mình dắt chiên chè. Dạ. Rồi sau này là làm ra luôn, nhưng mà từ ngày ra cái máy này thì chiếc nem mình nó giòn dạ. hơn chút nữa. Ủa nhưng mà làm sao mà mình có thể biết được là cái phần nem mình cắt ra đã đạt đúng trọng lượng hả cô? Thường thì con để cái cân để mình cân á. Dạ. Cân 10 chiếc thì 150 gram hoặc dạ. là 170 hoặc là 200. Dạ. Thì con có thấy ở đây là chị này có để sẵn một cái cân, thì cái lứa đầu tiên cắt ra không đều thì mình canh như thế nào để có thể điều chỉnh được cái trọng lượng ạ? Có cái máy, có cái đồ ở phía sau tay cầm, có cái máy dần. Dạ, là mình có thể dặn lên lớn hơn chút xíu thì nó chiếc nem bự hơn. À. Rồi dặn nhỏ lại chút xíu thì nem nhỏ hơn. Dạ. À là mình vặn để cho cái vòng quay này chậm hơn hoặc nhanh hơn đúng không cô? À dạ. Có bây giờ làm này làm bằng làm máy cũng được, nhưng mà à. Có một người ta thích làm bằng cái máy nó ra nem luôn. À là cũng nó có tự, máy làm bao sẵn ra luôn. Dạ. Chỉ cần con đổ vô đó nhằm bữa nay tại còn nem đó nhiều không có làm. Dạ. Rồi cái này là có những cái ví dụ như là ớt, tỏi, bò riêng thì mình lại chấm bỏ vô vậy hả cô? Đúng rồi.
Dạ. Còn cái loại này thì ớt tiêu thì nó trộn vô chổng luôn cho hòa quyện, người ta thích nó cay hơn á. Dạ. Còn có một loại thì để ớt lõi ở ngoài chấm chấm lên rồi bao vô. Dạ. Vậy thì vất vả quá đó ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi sau khi mà mình gói nem như thế này, rồi mình lại làm gì tiếp quá ha? Gói ôm xong rồi cũng như con gói xong thì ủ lên đêm sau mình mới gói. À. Cho chiếc nem nó dài dài cứng cứng lên thành nó chiếc nem nó có nó không có còn mềm thì con gói vô cái nọng cái chiếc nem nó không được vuông, không được thẳng. Dạ thì đây là sản phẩm mà các cô công nhân ở đây vừa mới gói xong nha mọi người. Thì cái thịt này nó khá là mềm và theo như cô nói thì chiếc nem này cần phải bỏ qua một đêm hả cô? Sao để cho cái phần thịt trong này nó săn chắc lại thì mới đem đóng gói trở thành thành phẩm cuối cùng được ha. Thì cô ơi, con thấy có một cái loại lá trong này thì không biết lá này là lá gì cô ha? Lá này là lá chùm ruột. Lá chùm ruột. Nằm trong cây chùm ruột ra. Nằm trong cây chùm ruột thì mà hái xuống rồi tước ra. Đẹp ha. Ăn nó có vị hương vị bùi ngon lắm. Nếu mà không có để lá thì ăn cũng vẫn ngon, nhưng mà có những người hồi xưa giờ ta ăn quen rồi, ta thích lá này hoặc là lá dông. Dạ. Hồi xưa lá thì không bông là lá dông nem á. Dạ. Nhưng mà giờ lá dông không có còn đủ để làm. À, dạ. Giờ xưa người ta trồng tiêu nhiều. Dạ. Thì trồng cây dông nhiều. Dạ. Rồi giờ cây dông ít quá, có ai đặt thì cô làm, còn không có đặt thì cô làm lá chùm ruột. Dạ. Cái này là mình chừa lại là cái này của ngày hôm qua nè, bữa nay dạ. Mình gói là cái này là nem, phần nem mình đã ủ trước đó một đêm. Dạ thì lát nữa mình sẽ đem cái phần nem này để đi đóng gói lại thành thành phẩm đúng không cô? Ừ. Thì con ở đây cô có thấy để các giấy để phân biệt thì không biết là ở đây là có nhiều loại nem khác nhau hay là tất cả nó cùng một loại ạ? Nhiều loại khác nhau. Dạ. Như có loại thì 200g, có loại thì 170g. Dạ. Có loại 150g. Dạ. Dạ thì tất cả như vậy thì mình đều sẽ ghi một tờ giấy giống như thế này hả cô? Đang để cho khi mình bưng lên gói mình dễ phân biệt hơn. Dạ. Hoặc là con phải ghi ngày vô đặng biết cái ngày đặng ngày mai ngày lượt bữa nay hoặc là lượt ngày hôm kia nữa. Dạ. Có khi chừa là cái cũ nữa đặng gói nem cho cái lá nó đẹp. Vừa ăn xong rồi gói vô cái lá nó đẹp mà ăn được. Dạ. Luôn. À. Giống như là con hồi nãy là cô nói thành phẩm. Dạ. Là để qua một đêm rồi. Dạ. Bắt đầu mình lấy mấy lấy chiếc nem mình gói vô trong cái là miếng lá chuối. Dạ. Đầu tiên thì con phải lấy lá mà thay vì lá đẹp thì con để ngoài. Dạ. Còn lá còn lại thì con dán thành cái nòng gì nè. Dạ. À quấn như thế này, quấn tròn là như thế này hả cô? Như lấy miếng ở ngoài miếng ở trong miếng cái mình quấn lại. Dạ. Xong rồi mình phải bẻ cái chiếc nem lại như vậy nè. Nó là giống như mấy chị nè đang quấn lại. Dạ. Gói vậy đó. Rồi mình để miếng lá chuối, phải để miếng lá chuối ở phía ngoài vậy nè đang gói thành chiếc nem. Cái hay quá ta. Wow, cô làm rất là nhanh luôn. đúng là thợ nhà nghề luôn mọi người ạ. Trong vòng mà tích tắc chưa đầy một phút nữa thì cô đã hoàn thành xong một chiếc nem như thế này. Chiếc bì thì con cột gì trong phong bì chiếc bì nè. Hồi xưa giờ chiếc bì cột 1 nụt ha, 2 nụt. Yeah. 3 nụt, 4 nụt. Còn cái này là phải thành 6 nụt. 1, 2, 3, 4 nè. Bên đây nha là 6 nụt. Ở tại cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh của cô Thùy đây thì có 3 loại nem và sau khi đóng gói, đây là sản phẩm cuối cùng sau khi đóng gói này mọi người. Thì ở đây có trên sản phẩm đều có được dán tem bao bì, có ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, rồi địa chỉ sản xuất và số điện thoại liên hệ luôn. Rất là rõ ràng. Cô cho con hỏi là sau khi mà mình ra sản phẩm như thế này, mình đưa ra thị trường thì chiếc nem này sẽ được đưa ra những đâu ạ?
ra nhiều lắm con, như là người ta có những người ta ở đây ta mua, người ta đi Bình Dương bán, đi thành phố, rồi có khi cô gửi ra, rồi Cao Lãnh là nhiều nhất. Dạ. Rồi Long An, rồi Trung Lương rồi đó, rồi Cần Thơ nữa. Dạ. Thì con nghe cô nói như vậy thì là chủ yếu là đi các tỉnh miền Nam, vậy cho con hỏi là có bao giờ mà mình gửi ra các tỉnh miền Bắc hoặc là miền Trung Tây Nguyên không cô? Thường là đi với mấy cái sản phẩm của quê mình đó, đi với đoàn của bên Sở Công Thương, đi ra miền Bắc giao lưu. Là đi cùng với đoàn Sở Công Thương luôn. Đó thì người ta ăn đã thấy ngon lắm, người ta thích, nhưng mà xa quá. Dạ. Dạ thì ví dụ nếu như mà có người đặt hàng thì mình có gửi ra đó không? Gửi luôn. Tại giờ gửi cũng dễ lắm. Tại vì em này ăn được trong vòng 5-6 ngày. Rồi có người thì gửi bằng máy bay, có người gửi xe, người ta đi ở đây đi gửi đó 2-3 ngày tới. Dạ. Vậy thì cơ sở sản xuất của mình cũng đã hình thành được 15 năm rồi, thì cô cho con hỏi là ngay từ những ngày đầu tiên mình hình thành thì mình có gặp những cái khó khăn gì trong ví dụ như là nhân công, máy móc, thiết bị các thứ không cô? Có mấy ngày mới thì cũng phải vô, thì thành lập mấy ngày đầu mới thì chỉ có 2-3 nhân công thôi, rồi mua từng cái loại máy. Đầu tiên là cái máy xay thịt với cái máy xay da, cái máy nhồi thôi. Rồi sau này mình mới có điều kiện rồi ra là sẽ mua cái máy đóng gói luôn. Cái máy không phải mấy cái máy lường nặng trọng lượng, định trọng lượng. Rồi sau này có điều kiện nữa thì mua được cái máy đóng gói. Cầm miếng này xong rồi để lên đây hả cô? Rồi để đó. Dạ. Không để ấp tại vì nó dễ lắm. Bẻ như thế này luôn hả cô? Bẻ giống như vậy. Quấn tròn lại hả cô? Quấn tròn. Con quấn sát vô thì nó dễ gói. Đây, cô quấn nè. Hả? Đó, quấn như siết vô. Kính thưa quý vị, đây là sự khác biệt giữa hai sản phẩm. Đây là của cô Thùy, còn cái này là của Mion. Nó hơi xấu một tí nhưng mà nên sẽ làm lại. Dạ, rồi con sẽ làm lại cái này. Nè, con lấy cái nòng nòng này làm lại cho dễ. Đầu tiên con vuốt cái nòng cho nó. Là vuốt, vuốt, vuốt. Đúng rồi, để xuống con vuốt, đúng rồi. Cho nó dẹp bớt hả cô? Rồi, bắt đầu, đúng rồi. Vì cái con xếp vô là nó. Đó, cái con kéo lại đây. Đây nè, đúng rồi, con kéo lại. Xong rồi mình lại cuốn tròn hả con? Dạ, cũng cuốn nè. Cuốn nó tới đây con bẻ là gì thì sao nè, từ tới đây con bẻ qua. Rồi đúng rồi. Vậy là mình hỏi thì cuốn tới đuôi á. Dạ, xong rồi sao nữa con? Để dưới đây đi, con không biết làm thì con để nằm lại. Rồi, con bóp như thế này. Để hàng con tay ra gì nè. Bóp hai bên hông là bóp mặt này vào cô? Mặt nào cũng được, miễn con bóp dùng gì nghe đi. Dùng xuống, dùng một cái. Rồi để thêm ngón nữa, dẹp qua. Dẹp qua vậy nè. Dạ. Để ngón tay xuống dẹp coi vậy nè. Dạ rồi. Rồi con mới dở lên gì. Dở gì con mới bẻ lên gì. Gói con năng năng cái nó vuông vậy hả? Ôi sao con không làm được cái khúc đó cô ơi. Đó thì đầu tiên mấy người con phải tập cỡ một tiếng đồng hồ sau con mới làm là nó mới đẹp được. Chứ đâu ai làm đẹp liền. Nè đi. Ôi nó bị. Nè con phải lăn cái miếng lá này, con đừng có lăn xiết vô nha. Lăn hơi lỏng rồi vậy nè. Vậy nè. Cái tới đây con chặn gì đây, cô chặn gì là con dễ bóp lắm nè. Cô chặn sẵn rồi đó. Rồi con bóp hai bên này. Bóp một đầu tiên con để cái phía dưới đó, đừng bóp kiểu gì nó không đẹp. Bóp đầu này thôi, lo bóp đầu này. Nè, bóp đầu này thôi, lấy cái tay này, lấy ngón tay này. Ừ, đúng rồi, vậy nó mới đẹp đó. Lấy ngón tay này bóp vô. Ừ, đó, đúng rồi, vậy đó. Các bạn ơi, sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Mion cũng đã gói được một chiếc nem hoàn chỉnh. Và thật sự là có một cái sự thật đó là sau khi mà hoàn thành được chiếc nem này thì trước đó là những chiếc nem, rất rất nhiều chiếc nem gói bị lỗi của Mion. Nhưng mà
được sự hướng dẫn nhiệt tình từ cô Thùy thì đây là sản phẩm của Miu Anh đây. Qua đây thì con cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cô Thùy cùng với cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh của mình vì đã tận tình giới thiệu cho tụi con cách để hình thành một chiếc nem Lai Vung truyền thống là như thế nào, và cũng giới thiệu cho tụi con thêm nhiều hơn về chiếc nem Lai Vung này. Thì cũng xin được cảm ơn cô vì đã tận tình giới thiệu cho tụi con cũng như là cho tụi con tham quan cơ sở của mình. Con xin được chúc cô cùng với cơ sở sẽ ngày càng phát triển và chiếc nem Lai Vung của gia đình mình sẽ được gọi là đi nhiều tỉnh hơn nữa trong nước và có thể là ra cả nước ngoài nữa cô ha. Dạ thì bây giờ con xin phép cô cho con ở lại tham quan một chút xíu nữa được không cô? Rồi, cô cũng cảm ơn con, chắc nhờ chương trình này mà chiếc nem cô chắc đi xa hơn nữa. Dạ rồi, dạ. Rồi thì con xin phép đi tham quan một tí nữa cô ha. Dạ con chào cô ạ. À. Dạ thì cô ơi, cô ơi mình làm ở đây lâu chưa cô? Làm đây lâu rồi. Dạ thì cô cho con hỏi là mấy cái này mình làm bao lâu á thì có thể thuần thục như thế này được cô, tại vì lúc nãy con cũng gói thử nhưng mà con gói không có được. Cũng vài ba năm, nếu mà con tầm muốn mới mà mặn á. Dạ. Chừng có khoảng một tháng là con vô con gành. Dạ thì cái này làm có khó không cô? Cũng dễ chứ không có. Dạ dạ thì mình làm cái này là làm kinh tế chính hả cô? Dạ. Ủa cái này mình làm hàng bình thường làm có nhiều không cô? Hàng hóa đi có nhiều không cô? Có đều không? Nhiều, đều hoài hả? Dạ. Dạ cũng nhiều lắm không? Dạ. Mình vào đây làm từ lúc cơ sở mở hay là trước đó có làm ở đâu không cô? Cô có làm trước đó thì cô có làm ở thành phố. Dạ. Rồi sau này cô mới về đây, cơ sở đây mở cũng lâu rồi nhưng mà cô dạ. Mới vô đây tới chừng 3 năm nay. À dạ là 3 năm rồi. Có những cái tháng nào mà mình phải làm cực lực nhất không cô? Có cỡ tháng 6, tháng 4, tháng 5 rồi tháng mấy tháng với bà thì nó nhiều lắm. Dạ. Rồi mùa với bà. Vía bà hả cô? Mùa với bà. Mùa với bà Châu Đốc mà mình ăn. Mần nhiều lắm. Với cỡ Tết. Con mần nem này là theo như tính đi tính lại là mười mấy năm rồi đó. Là cũng mười mấy năm trong nghề rồi. Nhưng mà chị còn cái thời gian 3 năm là chỉ là làm ở xưởng này thôi đúng không cô? Mới làm xưởng này 3 năm thôi. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều. Bây giờ Miu Anh sẽ nếm thử và giới thiệu đến các bạn từng loại nem có tại xưởng sản xuất nem Hoàng Khánh nhé. Thì đầu tiên đây là anh được giới thiệu thì đây là chả hoa hay còn gọi là pate trứng muối. Đây thì ở giữa cái phần chả hoa này thì có trứng muối nữa các bạn, cho nên đó là cô có bảo đây là loại pate trứng muối. Thì còn đây là nem nướng nè, đây là nem nướng nha mọi người. Đây thì các bạn cũng chắc là cũng đã nghe tới món nem nướng rồi đúng không nào? Đây rồi, còn đây một mâm siêu to khổng lồ luôn, đây chính là nem đặc biệt, đây là món nem đặc biệt có tại xưởng sản xuất nem Lai Vung Hoàng Khánh. Đây là nem đặc biệt nha. Rồi còn đây là món nem Lai Vung truyền thống. Đây là nem Lai Vung truyền thống tại được sản xuất tại xưởng của cô Thùy, là xưởng sản xuất nem Lai Vung Hoàng Khánh. Và cái
món nem này thì ở đây người dân thường ăn chung kèm với tỏi và ớt rừng, hay còn gọi là ớt xiêm. Đây, cái ớt này rất là cay luôn á. Rồi, thì bây giờ anh sẽ nếm thử chả hoa đi ha. Đây. Rồi, xung quanh này thì anh thấy có một cái lớp bột màu vàng vàng và ở giữa là có chân muối. Còn cái phần ở trong là phần thịt, nhìn rất là hấp dẫn nên là anh sẽ ăn thử. Phần thịt này thì rất là mềm, phần chân muối thì rất là bùi. Rất là ngon nha mọi người. Rồi anh chị ăn thử một chút thôi ha. Thì anh nghĩ là cái món này mình nên ăn kèm với ớt hoặc là tỏi gì đó thì sẽ ngon hơn. Rồi tiếp theo thì anh sẽ thử cái phần nem nướng này ha. Cái phần này nó rất là bùi, rất là ngon. Cái vị của nó thì có chút ngọt ngọt, rất là mềm, không quá bị bột và cũng không bị quá dai, giống như là loại nem bình thường mà mình vẫn thường hay sử dụng ha. Có nghĩa là anh sẽ ăn thử với trái ớt này. Cái ớt này có vị hơi, thật sự là cái loại ớt này là một loại ớt rất là cay, có cái vị rất là thơm, và khi mà ăn chung kèm với cái phần chả này á, hai vị hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn. Thì bây giờ anh sẽ nếm thử phần nem truyền thống ha. Thì đây là phần nem mà đã qua có thể ăn được rồi. Đây, mọi người cũng thấy là cái phần đây nè, cái phần thịt nem này nó rất là đỏ ha. Ở đây cũng có đã được nếm tiêu, ớt các thứ và thêm một phần lá chùm ruồng nữa, rất là hấp dẫn. Mùi vị rất là đầm thắm mọi người ạ. Phần thịt thì rất là mềm, rất được các gia vị được trộn quyện lẫn nhau, rất là vừa miệng. Cộng thêm cái phần lá chùm ruồng này thì có vị bùi, giúp cho cái món ăn của chúng ta thêm phần hấp dẫn và thơm ngon hơn. Đây là một chiếc nem truyền thống hay còn được gọi là nem Huế. Thì nem Huế là một loại nem từ miền Trung. Thì anh sẽ nếm thử chiếc nem này. Mùi rất là thơm nha. Thì ở đây đặc biệt á, là chiếc nem này thay vì chỉ ủ 3 ngày như là nem truyền thống, thì chiếc nem này tại đây phải ủ 6 ngày. Và anh cũng là một người thích ăn cay nên anh sẽ nếm thử. Hy vọng là nó sẽ không quá cay ha. Vị thì chua chua, ngọt ngọt, hơi cay, hơi nồng, rất là ngon. Đúng xứng danh với cái tên là nem đặc biệt quý vị ạ. Thực sự đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm nếm thử các món nem tại xưởng sản xuất. Anh cảm thấy đây là một sự vinh hạnh đối với mình, bởi vì mình vừa được trải nghiệm cách các cô nhân công chế tạo ra một món nem và vừa được thưởng thức món nem đó tại xưởng luôn. Và nếu như có cơ hội được ghé qua vùng đất này thì các bạn nhớ đừng quên nếm thử hương vị chua chua, ngọt ngọt, cay nồng của nem chua Lai Dung vùng này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.